OK, hôm nay theo chia sẻ các anh chị là làm thế nào để mình có thể gia tăng lợi nhuận gấp đôi bằng cái việc là mình áp dụng chỉ những cái bí kíp đặt mục tiêu thông minh và bí kíp này các anh chị được chia sẻ của các bậc thầy, mega guru, Jim Zone và những cái người truyền công hướng hàng đầu trên thế giới, và các anh chị. Và các anh chị biết không ạ, cái cái bí kíp này đã được chia sẻ rất là nhiều anh chị trong thành viên câu lạc bộ và ai cũng có thể đạt được cái thành công. Và trước đây các anh chị theo trước đây thưa là một cái người cũng là sinh viên bình thường thôi theo không hề biết cách đặt mục tiêu thông minh là như thế nào các anh chị theo cũng không biết mình phải bắt đầu như thế nào trong cái hành trình thành công thưa chỉ biết rằng là theo muốn có tiền để phụng dưỡng cha mẹ và theo muốn có tiền để mà mình uh, trang trải cuộc sống mình lo được cho bản thân giá yeah. nhưng mà từ khi mà mình đến nhớ môi trường của câu lạc bộ các anh chị thì uh, theo được rèn, rèn luyện rất là kỹ lưỡng và theo được chia sẻ rất là kỹ cái công thức đặt mục tiêu thông minh là như thế nào và lúc đó các anh chị theo mới thật sự là hiểu được rằng là để mà mình xây dựng mình phát triển trong cuộc đời của mình á thì chúng ta phải luôn luôn biết rõ cái mục tiêu và cái mong muốn mình đạt được là như thế nào và trước đây các anh chị cũng có rất là nhiều người họ bảo theo rằng là à, hãy đặt mục tiêu đi hãy theo phải đặt mục tiêu đi Uh, danh số tháng này của theo là bao nhiêu Đi kinh doanh thì phải có danh số chứ Vậy uh, đạt được cái danh số là bao nhiêu chứ Mà theo nghe mấy cái mục tiêu Người ta chỉ bảo là theo đặt mục tiêu đi Nhưng mà chả có ai chỉ cho mình là uh, Đặt mục tiêu là như thế nào đâu các anh chị Và em theo nói rằng là uh, Bây giờ mình bán hàng không có được Mà bây giờ mình đặt danh số ra Rồi mình áp lực rồi sao Rồi uh, lỡ rồi mình bán không được thì sao Rồi mình bị áp lực này kia thì sao Các anh chị có gặp cái tình trạng đó giống theo không ạ và thì nói với các anh chị rằng là đối với em cái việc mà đặt mục tiêu là một cái thứ nó cay đắng nó, nó khổ sở và gọi là áp lực nó là một cái gì đó nó mệt mỏi các anh chị ạ à. nhưng mà từ khi mà mình đấy với môi trường câu lạc bộ thì mình phải gọi là cái gì anh chị nói ạ à, công thức đúng anh chị nói đi công thức đúng và cái gì cũng cần phải học cái gì cũng cần phải học các anh chị và cái người mà được đi học đó, nó sẽ hơn cái người không đi học các anh chị cái người không đi học nó không có biết khỉ gì hết trơn á, bởi vì hồi xưa em không có biết gì cái công thức đặt mục tiêu, cái nói đặt mục tiêu đi là mình cảm thấy quan mang rồi, nhưng mà từ khi mình được đi học nó khác cho anh chị, mình được rèn luyện nó khác, và anh chị nói là cái gì nó cũng có công thức của nó, nhớ yeah, anh chị nói đi ạ, à. cái gì nó cũng có cái công thức của nó nghe anh chị, và đặt mục tiêu á, các anh chị cũng phải đúng cái công thức, à và ngày hôm nay ở sau khi mà theo đã rèn luyện đúng cái công thức từ môi trường câu lạc bộ và cũng uh, áp dụng ha các anh chị ha cũng phải áp dụng và cũng phải trải nghiệm trên chính cơ thể của mình thì uh, theo đã uh, đạt cái cái kết quả đầu tiên về thu nhập các anh chị nhé cái kết quả đầu tiên đó chính là theo đặt cái mục tiêu là 20 triệu để mà mình uh, đạt được cái mục tiêu là 20 triệu đó và các anh chị biết không ạ à? mọi thứ nó sắp xếp cho một trật tự liên thi và theo cũng đã đạt chính xác cái mục tiêu 20 triệu lợi nhuận của mình và tiếp tới là theo đã nâng cấp lên cái mục tiêu là 100 triệu lợi nhuận các anh chị biết không ạ? À? À, cái thu nhập lúc trước của mình ấy, nó chỉ có 5 triệu thôi các anh chị mà theo đã tăng lên được cái số tiền là gấp 10 lần, gấp 20 lần như vậy chứ không phải là gấp đôi đâu, đâu các anh chị nhé. Gấp đôi đó là theo là thật sự là khiêm tốn để cho các anh chị uh, tin tưởng các anh chị học thôi, nhưng mà thật sự là cái thu nhập của theo nó không phải là tăng gấp đôi mà nếu như anh chị biết không mà từ 5 triệu lên 20 triệu là nó tăng mấy lần? tăng 4 lần đó bởi vậy mà nó lên tới 100 triệu là nó tăng bao nhiêu lần các anh chị nhỉ đấy nên là các anh chị phải hiểu rằng là uh, thờ cho đến ngày hôm nay các anh chị biết mà sau khi mà theo đặt mục tiêu như vậy và cho đến ngày hôm nay thì cái thu nhập đó nó là cái nhiệt kế tài chính của mình và nó vẫn cứ giữ ở cái phong độ đó và cứ thế mà đi lên à, các anh chị yes uh, rất là tuyệt vời các anh chị có khao khát được nắm cái công thức ở trong tay không ạ và khi mà em theo nắm được cái công thức này ở trong tay, em cảm thấy là cuộc đời của mình nó nằm trong tay mình. À, mình không cần phải lo lắng, mình không cần phải sợ hãi, mình không cần phải hoang mang nữa các anh chị. Mà thật sự rằng là khi mà em đã nắm được công thức này trong tay, em cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Và em luôn tự tin rằng là trên cuộc đời này kể từ giây phút này trở về đi, à, tôi mong muốn sở hữu điều gì, thì tôi cứ ráp cái công thức này vô là xong. Được không các anh chị? Vâng. Anh chị có mong muốn khao khát được lắng nghe cái công thức này không ạ? À? À, yes, và sau khi mà được rèn luyện thì em sẽ nói rõ cho các anh chị ha. Cái công thức đặt mục tiêu thông minh, anh chị nhớ ha, nó là mục tiêu thông minh chứ nó không phải là bình thường. Nên là tất cả các anh chị ở đây mình phải thuộc và mình phải ứng dụng nhung nhuyễn và điêu luyện các anh chị nhé anh chị nói đi ạ à. nhung nhuyễn và điêu luyện và trở thành chuyên gia luôn các anh chị chỉ cần anh chị muốn cái gì á là anh chị ráp công thức vô muốn cái gì á là ráp công thức đặt mục tiêu vô và kể từ giây phút này cho về đi á các anh chị đừng có bao giờ mà than phiền nữa nha bởi vì anh chị đã có cái công thức đặt mục tiêu trong tay rồi muốn cái gì thì đặt mục tiêu ok không nói em nghe đi ạ à. kể từ giây phút này cho về đi bởi vì mình muốn cái gì thì đặt mục tiêu mình muốn cái gì thì đặt mục tiêu muốn cái gì thì ra công thức đặt mục tiêu vô muốn cái gì thì đặt mục tiêu ok không ạ ok và em em phải nói với chị rằng là em sâu cái công thức này là cái kết quả của các anh chị là như vậy và các anh chị không được sợ bất cứ gì và không được từ chối bất cứ gì và cũng không bao giờ từ bỏ bất cứ gì bởi vì chúng ta đã có cái công thức đặt mục tiêu thông minh rồi anh chị đó không nhá và ba anh chị ngồi ở đây mà khi mà đã học được cái công thức này gọi thì từ nay về sau là theo không muốn nghe các anh chị nói rằng là ừ, mình thích cái đó lắm nhưng mà ừ, mình muốn cái đó lắm nhưng mà ừ, mình khao khát sở hữu cái đó lắm nhưng mà có vậy nữa không ạ à? không mà mình sẽ thái độ mình khác đi anh chị nói thái độ khác à, tôi khao khát cái đấy nên là tôi quyết tâm sở hữu được cái đó ngay bây giờ lúc này tôi sẽ đặt mục tiêu đặt mục tiêu đạt được thì thôi ok và đây là thái độ của người thành công à, thái độ của một người thành công các anh chị thích cái gì á là đặt mục tiêu để đạt được điều đó không có nhân không có lý do không có biện minh ok anh chị có thái độ này được không ạ hãy xây dựng cho mình cái thái độ này Muốn cái gì? Đặt mục tiêu đạt được thì thôi. Khao khát cái gì? Đặt mục tiêu sở hữu thì thôi. Khao khát thích cái gì? Muốn cái gì? Đặt mục tiêu sở hữu nó thôi. Công thức đặt mục tiêu thì cũng có luôn rồi. Một là các anh chị sẽ bỏ rất nhiều tiền để các anh chị đi học từ các mega guru bậc thầy Jim hàng đầu thế giới cũng chỉ chia sẻ cho các anh chị từng bước như thế này thôi. Nên là có sẵn ở đây, học luôn được không các anh chị? Rồi, cái công thức đặt mục tiêu thông minh đó, nó gồm 5 cái yếu tố như sau. Các chị ghi vô ạ. Cái yếu tố thứ nhất á, mục tiêu của bạn á, là nó phải được chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Ok, ok. Anh chị nhớ không ạ? À? Nó phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Nếu như người khác hỏi, mong muốn của bạn là gì? Mong muốn của tôi là có nhiều tiền hơn. Rõ ràng chưa? Mong muốn của tôi là phải phụng dưỡng được cha mẹ, có rõ ràng không? No. Mong muốn của tôi là phải được đi du lịch rõ ràng không? Chưa. Mong muốn của tôi là phải sở hữu nhà, sở hữu xe rõ ràng chưa? Chưa. Anh chị nhé, mong muốn của tôi là gì ạ? À? Tôi À, trong cái tháng này tôi đạt lợi nhuận là 100 triệu lợi nhuận Để tôi có thể trích ra 10 triệu Hoặc là tôi có thể trích ra Bao nhiêu tiền để tôi có thể gia tăng tài sản Sở hữu uh, Nuôi cho tôi một cái chế độ dinh dưỡng tốt nhất Và tôi có thể trích ra 30 triệu để tôi chi tiêu Trong cái gia đình trong cuộc sống của tôi Rõ ràng hơn không ạ Và phải cụ thể và rõ ràng Các anh chị từ nay về sau đừng có bao giờ nói cái gì mà chung chung nữa nói chuyện mà nói chung chung thì nghĩ khỏe đừng có nói tại vì mình nói tốn calori mà nó không có mang lại cái lợi ích hiệu quả và cũng chả ai hiểu mình muốn nói cái gì các anh chị nếu như mà bạn bước vào một cái nhà hàng người ta hỏi bạn muốn ăn cái gì bạn nói ăn cái gì cũng được mà cái gì cũng được và cái câu nói mà khiến cho các anh chị không có được cái gì mình muốn là bởi vì các anh chị cái gì cũng được. Và vô tình cái câu mà cái gì cũng được đó, là vũ trụ nó sẽ mang đến cho các anh chị một cuộc đời sau cũng được. Nên là cái từ sau cũng được và cái gì cũng được là các anh chị phải xóa sạch khỏi từ điển. Ok. Và từ nay là cái gì cũng phải cụ thể và chi tiết muốn cái gì nói ra, muốn cái gì thì ớ nó ra. Mình muốn cái gì thì mình nói thẳng cái điều mình muốn ra dù là nói chuyện với chồng, nói chuyện với vợ hay nói chuyện với cha với mẹ với đối tác đồng nghiệp, sếp hay là nói chuyện với vũ trụ đi chăng nữa thì mình muốn cái gì thì mình phải ới nó ra, mình phải chi tiết rõ ràng làm sao mà người ta hiểu cái điều mình muốn càng nhiệt càng rõ càng tốt ok các anh chị vậy thì nếu như các anh chị nói là anh chị muốn có tiền người ta nói là bạn muốn có tiền là bao nhiêu Và các anh chị biết từ 18 tuổi đến năm 25 tuổi là theo luôn muốn có nhiều tiền hơn. Và theo đã tăng được cái lợi nhuận của mình từ 2 triệu cho đến 5 triệu trong vòng 8 tháng à, 8 năm trời, 8 năm làm việc rầm rã thì theo đã tăng được cái lợi nhuận của mình từ 2 triệu lên 5 triệu các anh chị nhé. Bởi vì lúc nào theo cũng muốn có nhiều tiền hơn. Được không? Các anh chị thấy được không ạ? À? Nếu như các anh chị muốn có nhiều tiền hơn thì 1 triệu tăng lên 1.000 à, à, bây giờ các anh chị lượm được 10.000 nó cũng là nhiều rồi đúng không các anh chị ơi. Nếu như ai đó cho các anh chị 100.000 mà các anh chị à, được tăng à, được cho thêm là một triệu thì nó đã gấp 10 lần luôn rồi. Nên là nếu như các anh chị muốn yêu cầu về tiền bạc thì anh chị phải nói rõ chính xác cái số tiền lợi nhuận mà các anh chị đạt được là bao nhiêu. Ok không ạ? Ok và cái số tiền á nó phải gì nó phải phù hợp với cái nhiệt kế tài chính của các anh chị. Cái thứ hai đó chính là nó phải đo lường được các anh chị nhé. Đầu tiên là các anh chị biết rõ các anh chị muốn cái gì. Thứ thứ hai là các anh chị phải đo lường được cái số tiền đấy. Cái 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 đo lường được cái cái ước muốn của mình. Nếu như các anh chị muốn rõ nha, cái số tiền các anh chị là nó tăng lên cái số tiền là bao nhiêu, thì các anh chị phải xác định rõ cái số tiền đó đo lường cái số tiền đó là bao nhiêu tiền một tháng, bao nhiêu tiền một năm. Danh nghiệp của các anh chị á, là danh số mỗi tháng, mỗi năm nó phải là bao nhiêu. Mang về lợi nhuận là bao nhiêu, anh chị nói là phải rõ ràng từng con số. Và có một số anh chị nói rằng là chị đặt mục tiêu hiện tại á, thì cái số tiền mà chị mong muốn đạt được á, là 20 triệu. Nhưng mà À, nếu như mình nếu như mà chị làm tốt thì chị muốn nó sẽ lên 30 triệu anh chị nhá nói chuyện với vũ trụ đó, nó không có hàng hai như vậy được các anh chị anh chị không có phải là lúc đó thì anh chị nói ừ à, nếu mà được thì chị muốn là 100 triệu nhưng mà nếu mà không được thì chị sẽ đặt 50 nó, nó không có nói hàng hai được mình nói chuyện với vũ trụ mình nói chuyện với tiềm thức mình nói chuyện với con người bên trong của mình ý là chúng ta phải có một cái sự dứt khoát mình phải xác định rõ cái con số mà mình thật sự nó nó đang thật sự rằng là nó đang mình đang mong muốn và đang khao khát sở hữu nó chính xác là bao nhiêu nếu như các anh chị không làm được bước này các anh chị thì 29 ngày còn lại á anh chị sẽ lao đao và lâm đông và lên đây lao đao lâm đông và lên đây và không có đích đấy dứt khoát rõ ràng đo lường được con số chi tiết cụ thể hỏi bạn muốn ăn gì ok tôi muốn ăn món này món này món này hỏi bạn á mong muốn của bạn là gì ok tôi mong muốn của tôi là tạo ra được cái lợi nhuận như thế này và để có thể có được cái cuộc sống ăn uống đầy đủ dinh dưỡng dưỡng chất cho cơ thể và cho cha mẹ của mình và có được tiền du lịch vòng quanh thế giới tăng hưởng cuộc sống mọi thứ và nó phải rõ ràng nó phải chi tiết đo lường cụ thể được không các anh chị nếu như các anh chị mong muốn có một cái căn nhà thì cái căn nhà đó nó phải là bao nhiêu tiền bao nhiêu mét vuông và nó phải là cái hạng nhà gì nếu như các anh chị không xác định rõ cụ thể và chi tiết thì cái mong muốn của các anh chị nó không có khởi xuống và theo đã có một cái trải nghiệm rồi theo đã từng là ước rằng là mình sẽ có một cái ngôi nhà để xây nhà cho cha mẹ mình và mình khi mà mình mới nói xây nhà cho cha mẹ thôi á thì có nó không có phát huy các anh chị. Và cái quyết định đó nó kéo dài trong vòng 6 tháng sau. Cho đến một ngày là theo phải nói rằng là bây giờ mình phải làm đúng công thức thì Đúng công thức là sao? Là mình phải xác định cụ thể cái nhà đó nó hình thù như thế nào, nó có bao nhiêu cái phòng và nó phải bao nhiêu mét vuông mà bao nhiêu tiền. Thì khi mà theo đã chịu áp dụng đúng công thức thì sao ạ? áp dụng đúng công thức nó mệt nó mệt mỏi nó cũng hơi mất công một chút xíu đó chính là mình phải đi tìm mày mò mình phải nghi mình phải suy ra cái nhà đó nó như thế nào mình phải nghịch vết cái não lên mình suy nghĩ thành ra là nó hơi lười là vậy đó chính vì lười như vậy nên là 6 tháng trôi qua cái nhà nó không có phát tướng được nó không có nó không có không có hình thù luôn nó không nó không có nguồn lực luôn nó không có dấu hiệu sinh ra luôn anh chị đã không nó không có dấu hiệu đạt được luôn cho đến khi mà mình nói anh chị nói ạ phải làm đúng công thức chỉ khi các anh chị phải làm đúng thật sự đúng công thức thì cái mục tiêu của bạn nó mới có cái chiều hướng xuất hiện đi ra nó mới có dấu hiệu được hình thành. Đó Chính là gì ạ? À? Phải xác định rõ chi tiết cụ thể rõ ràng. Thứ hai nữa là gì? Cái số nó phải cụ thể và phải đo lường được. Cái thứ ba nữa là gì ạ? À? Là nó phải rõ ràng như ban ngày với các anh chị nhé và các anh chị biết không ạ à? và mục tiêu thứ ba mục tiêu mà theo không chịu áp dụng đúng công thức đó chính là theo đặt mục tiêu là theo tăng cái dòng cái tăng cái ký của mình các anh chị tăng cái dòng ba của mình và em nói với các anh chị rằng là tăng ký đó lúc nào em cũng nói rằng bây giờ mình muốn tăng ký và muốn tăng ký và muốn tăng ký nhưng mà theo không có chịu làm đúng công thức theo không có chịu xác định rõ rằng là số ký mà mình cần tăng là bao nhiêu và theo cũng không có chịu là có cái dây các anh chị nhé cũng không có sắm cho mình một cái dây để mà đo thử là cái vòng một của mình nó bao nhiêu sen và vòng hai nó bao nhiêu sen và vòng ba nó bao nhiêu sen không có chịu làm điều đó nhưng mà cái công thức là gì là phải đo lường được phải chi tiết phải cụ thể phải rõ ràng thì anh chị thấy sai công thức chưa chính vì vậy mà đặt mục tiêu mà cho theo tăng ký đó nó đặt thì nguyên cả một năm không có tăng được cái ký nào có tăng nhưng mà nó lẹt đẹt nó lè đè nó lừa đưa nó không có chính xác nó không có được đột biến nó không có được thay đổi anh chị rõ ràng chưa cho đến một hôm theo phải theo học lại công thức đặt mục tiêu và theo phải nói rằng là cái công thức đúng nó là nó phải đo lường được mà bây giờ mình có đo lường được là mình muốn tăng bao nhiêu sen dòng ba không mình có đo lượng được là cái mình có lấy cái sợi dây mình đo thử nó bao nhiêu sen không mình có nhảy lên căng mình căng mỗi ngày là mình đang bao nhiêu và mình muốn tăng lên bao nhiêu không mình có đo cái cái cái, cái cơ của mình nó đang bao nhiêu ký không chả có đo gì hết các anh chị nhé thế là em theo mới, bây giờ mình phải làm đúng công thức làm đúng công thức thôi theo ơi phải làm đúng công thức đó chính là em đã chạy ngay ra cái cái, cái phòng gym em nói là bây giờ đo dùm cho em đi cái cái mở trong người em nó đang là bao nhiêu cái cái cơ đó là bao nhiêu và em sắm cái sợi dây liền em đo cái vòng ba nó đang bao nhiêu sen ghi nó vô xong rồi bây giờ mục tiêu của mình là mình phải tăng lên bao nhiêu sen đây và cái cơ của mình phải tăng bấy nhiêu ký đây và và sau khi mà mình làm nó chỉnh chu anh chị nhá vợ gọi là nó chỉnh chu nó chu nó chỉnh tề hết rồi thì sao ạ chỉ trong vòng 3 tháng sau thôi cái vòng ba của theo nó đã tăng lên À, 5 sen các anh chị nha và từ anh chị biết không mà từ từ sẹp lép mà nó sang được 85 mươi sen là các anh chị biết là nó phải là đẳng cấp rồi và cái vòng hai của mình đấy nó không có chịu nó không có nhú lên nữa mà nó sẽ giữ ở cái mức là, là 62 mươi hai sen và cái gì nữa ạ à? à, cái à, cái gì nữa ạ à? cây cái, cái, cái cơ bắp của theo nó cũng tăng trưởng các anh chị ha à, nên là em phải nói các anh chị rằng là cái gì cũng phải đo lường được nếu như các anh chị muốn đẩy cho nó tăng lên thì phải đo lường được các anh chị vào một cái mục tiêu thứ ba nữa em nói chị nghe nè đó chính là cái doanh nghiệp của theo theo đó đặt mục tiêu là doanh nghiệp của mình doanh số doanh nghiệp của mình nó phải tăng gấp đôi nhưng mà lúc nào theo cũng nói rằng là, là tháng này doanh số của tôi tăng gấp đôi tháng này doanh số của tôi tăng gấp đôi tháng này doanh số của tôi là được bấy nhiêu doanh số nhưng mà các anh chị biết không em không có đo lường em không có đo lường rằng là cái doanh số mà tăng gấp đôi lên đó nó phải bao nhiêu tiền quy ra tiền nó sẽ là bao nhiêu tiền toàn cái 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 doanh số như vậy và em không có chịu đo lường điều đó các anh chị em lười làm điều đó và em cũng không chịu đo lường là hiện tại cái doanh số mình đó là bao nhiêu và cái số tiền của nó là bao nhiêu tổng hết nó là bao nhiêu và bây giờ mình muốn tăng lên gấp đôi thì tổng cái số tiền mà mình phải mang về từ cái doanh nghiệp của mình nó sẽ là bao nhiêu không có cụ thể không có đo lường Thành ra là 6 tháng trôi qua Doanh nghiệp của mình nó dậm chân tại chỗ Cho đến một ngày mình nói rằng là phải làm đúng công thức thôi thề phải làm đúng công thức Và bắt đầu em đo lường Em đo lường rằng là mỗi ngày doanh số của mình nó về là bao nhiêu Và mỗi tháng như vậy rằng là Thì mình phải tăng trưởng như thế nào Và mình phải tăng trưởng nó lên bao nhiêu Phải chính xác là cái số tiền nó là bao nhiêu các anh chị Tất cả mọi thứ đều phải cụ thể Chi tiết và rõ ràng và em nói các anh chị rằng là tất cả mục tiêu của em á, cái mục tiêu nào mà em chủ quan em lười biếng em không chịu làm nó chỉnh chu thì hầu như em chả đạt được nhưng mà cái mục tiêu nào mà em gọi rằng là em hết chịu nổi rồi á, và em bắt buộc nó phải xảy ra đó thì em mới chịu làm đúng một thức các anh chị bởi vì sao ạ à? bởi vì lười chủ quan tất cả mọi thứ ai cũng có cái tính đó mà đúng không các anh chị nhé đây là em nói cho các anh chị để anh chị hiểu rõ công thức này nó chính xác một trăm phần trăm bởi vì do chúng ta không chịu làm đúng công thức chi tiết cụ thể rõ ràng anh chị ok không anh chị đã thấu hiểu cái yếu tố này chưa yếu tố thứ ba đó chính là mục tiêu của các anh chị á, nó phải có cái lý do cái lý do của bạn á, nó phải đủ cảm xúc nó phải đủ để nó đẩy cảm xúc của bạn đi lên cái mục tiêu á, của bạn á, anh chị biết không mà nó là một cái thứ mà nó chưa xảy ra được và bây giờ anh chị muốn hướng tới cái mục tiêu đó nó đòi hỏi các anh chị phải có cái lửa có cái sâu đích các anh chị nó phải có cái cái, cái lửa nó đẩy các anh chị tiến về phía trước nó giống như cái tên lửa vậy đó nó phải có cái lửa đằng sau rồi nó đẩy cái đích anh chị tiến về phía trước chứ nó nếu như mà các anh chị tự bò đi lên á nó rất là mệt mỏi và là không hề dễ dàng không hề thoải mái gì công nhận không nên rằng là anh chị cần phải có cái lửa đằng sau đích để nó phóng cái anh chị lên cho nó lẹ Nhìn giống như là một cái tên lửa nó cũng cần phải có cái lửa đằng sau đấy là mục tiêu của bạn á nếu như mà anh chị không cái lý do nó không có đủ lớn á anh chị sẽ y ạch y e rồi tè ừ ừ rồi nó không bao giờ tiến lên phía trước được cái người mình mình sống mình làm việc cái nó nhạt nó 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 rè ra lắm nó, y ạch lắm cái gì gặp cái thử thách một chút xíu thôi là bò không có qua nổi bước không có qua nổi bởi vì sao bởi vì mục tiêu không có lửa không có cái lý do nên là có một số anh chị nói là bây giờ thì ơi chị không có năng lượng để làm việc thì em nói rằng là gì thì chị kiếm cho chị một cái lý do gì á một cái mục tiêu nào và một cái lý do nào á mà nó khiến cho bạn có năng lượng để làm việc chứ nên lần là nó không phải là do bạn không có năng lực nó không phải là bạn không có đam mê cái vấn đề là anh chị không có chịu tìm ra cho mình cái lý do tại sao mình đạt được cái điều đó lý do tại sao bạn phải sở hữu được điều đó các anh chị ạ mà theo nói với các anh chị là theo đã đặt cái mục tiêu gia tăng gấp đôi lợi nhuận của mình đúng không ạ cái ngày cái tháng đầu tiên á theo đạt có mục tiêu 100 triệu lợi nhuận á. cái tháng đầu cái tháng thứ ba theo đạt được cái điều đó đó nó nó rất là dễ dàng bởi vì sao bởi vì cái khao khát tạo cái từ một cái đứa mà có thu nhập có 5 triệu thôi mà mà bây giờ mình có được cái lợi nhuận 100 triệu á, nó cái cảm xúc nó ghê lắm các anh chị cái cảm xúc nó cao lắm mình có nhiều thứ để mình làm lắm mình có nhiều thứ để mình đam mê mình mình khát vọng mình ước gì mình mình trong một lần trong đời mình có được cái số tiền đấy nhưng mà các anh chị biết không ạ được một tháng nhưng mà còn mấy tháng sau thì sao mấy cái tháng sau thì sao mình là một người không có nhu cầu Rồi xài ra nhiều tiền đúng không vậy mấy tháng sau thì sao cái lý do gì cái động lực gì để bạn có thể làm điều đó liên tục trong nhiều tháng tới liên tục trong nhiều tháng nhiều năm đến hết cuộc đời các anh chị nên là chúng ta à, đó là lý do những anh chị nào ở đây mà mình chỉ có cái khát vọng là thoát nghèo thôi á, thì các anh chị học á, các anh chị tham gia học các anh chị đặt mục tiêu á, thường là lợi nhuận của các anh chị nó sẽ đạt đủ cái số tiền mà để cho các anh chị đủ sống nhưng các anh chị biết không mà em rất là may mắn là khi mà đến môi trường câu lạc bộ em được người thầy của mình vẽ cho mình một cái bức tranh đó chính là mình cần phải à, không phải là thoát nghèo mà theo ơi em phải có một em phải xây dựng cho mình một cuộc đời giàu có phải xây dựng cho mình một cuộc đời tự do chứ không phải là thoát nghèo đó là lý do tại sao mà theo có cái động lực Theo có cái cái lửa cái lửa các anh chị có cái lửa để mà theo có thể đi tiếp tháng thứ hai tháng thứ ba tháng thứ tư và liên tục đặt mục tiêu nâng cấp mục tiêu trong vòng 2 năm nay hơn 2 năm gần 3 năm nay các anh chị anh chị hình dung được không cái quan trọng là bạn có cái lý do để mình làm hay không. Vậy thì nói với các anh chị rằng cả anh chị đây á anh chị đều có thể gia tăng gấp đôi lợi nhuận, gấp năm, gấp 10 lợi nhuận được hết. Nhưng mà theo hỏi bạn á, bạn có lý do để làm điều đó không? Tại vì các anh chị biết không mà, cái lợi nhuận của các anh chị nó đang ở mức 5 triệu, nó đang ở cái mức thấp lè tè. Bây giờ mình muốn gia tăng nó lên, mình muốn gấp đôi nó lên nó đòi hỏi bạn phải có một cái sự tập trung một cái sự nghiêm túc và một cái sự thay đổi đúng không ạ nhưng mà bây giờ cái lý do nó không đủ lớn thì nó không thể nào khiến cho anh chị làm được và anh chị biết không mà, mà cái mục tiêu từ 20 triệu em lên 100 triệu em đã tìm cho mình nhiều cái lý do rồi từ 100 triệu em gấp đôi lên 20 triệu, 200 triệu nó cũng cần có cái lý do và cái doanh nghiệp của em nó đang rất là tốt nó đang rất là dư giả nhưng mà mình không thể nào để cho nó giảm chân tại chỗ được mình phải bắt buộc đưa nó lên em cũng phải tìm cho nó nhiều cái lý do và nhiều em phải tìm ra nhiều cái lý do tại sao tôi phải có được điều này và cái người chưa thành công á, là họ là chuyên gia trong cái việc là tìm ra lý do để họ tự bỏ còn cái người mà thành công á, là họ là bậc thầy trong cái việc tìm lý do để tiếp tục tìm lý do tại sao tôi phải sở hữu nó và đứng cái ngay chỗ cái giai đoạn mà em muốn từ bỏ mục tiêu á thì em nhớ lại công thức công thức là sao là phải tìm ra cái lý do để nó sinh ra cảm xúc thì em lại bắt đầu lấy bút lấy giấy ra bây giờ mình nói rằng là bây giờ mình có cái lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận là để làm gì mình có được 100 triệu lợi nhuận này á, thì mình mới có tiền để mình lo cho cha, cha, cha mẹ mình được rồi mình mới có tiền mình mình làm đẹp cho bản thân mình chăm sóc cho bản thân cho cha mẹ mình rồi mình mới tích góp mình mới có tiền dư để mình tích góp rồi mình mới sau này mình mới sở hữu được cái bất động sản hay là mình mới có cái tài sản cho mình rồi mình mới có thể có nhà mình mới có siêu xe khi mà mình có chiếc siêu xe là mình lái đi là nó quay lắm nó thích lắm rồi mình có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người ngoài kia kể cả trẻ nhỏ con nít người lớn ai cũng rất là ngưỡng mộ họ cũng sẽ thay đổi cuộc sống của họ rồi tại sao mình phải có cái thu nhập này mình có cái thu nhập này là để 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 các anh chị đó không ạ hãy tìm cho mình cái lý do và nếu như mục tiêu của bạn mà không có lý do đủ lớn không có sinh ra được cảm xúc thì em tin luôn á là muôn thở các anh chị sẽ không bao giờ đạt được đâu ok không ạ bởi vì cái mục tiêu nó là cái thứ giúp cho các anh chị vượt ngưỡng cái mục tiêu là cái thứ mà nó giúp cho các anh chị vượt ngưỡng là vượt ra khỏi cái vùng không thoải mái của bản thân nhưng mà nếu mà cái mục tiêu đó nó có cái lý do không đủ lớn thì bạn sẽ không muốn vượt đâu bạn sẽ vượt không ra nổi vừa không có ra nổi các anh chị và các anh chị có xu hướng là làm việc và hành động dựa trên cái vùng thoải mái của mình và khi mà các anh chị vẫn còn trong cái vùng thoải mái á mình làm cái gì mà mình thấy nó thoải mái thoải mái á nó dễ dàng và thoải mái đó, thì anh chị phải biết chắc một điều là bạn sẽ không bao giờ có cái kết quả lớn hơn không bao giờ vượt mục tiêu được và anh chị chỉ cần dấu hiệu để anh chị biết là anh chị có đạt mục tiêu hay không nè đó chính là hàng ngày anh chị có nhiều cái hành động nó vượt ra khỏi cái vùng không thoải mái của mình mình có nhiều cái việc mới mình làm mà nó vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình đó là dấu hiệu bạn đang tiến lên phía trước. Tiếp theo các anh chị, mục tiêu của các của anh chị nó phải gì ạ? Ngoài cái lý do ra để là đẩy cảm xúc cho bạn thì cái bí kíp này nằm ở đây nữa này các anh chị. Cái thứ hai nó nằm ở đây đó chính là gì ạ? Là bạn hãy sống như thể đạt được rồi. Các anh chị hãy sử dụng cái cái yếu tố tiếp theo lại đây là yếu tố quan trọng nè. Đó chính là bạn hãy sống như thể là đạt được rồi để nó sinh ra cái cảm xúc cho bạn sống như thể đạt được rồi đúng không ạ và đây là một cái yếu tố đặc biệt các anh chị hồi xưa theo cũng đặt mục tiêu nhưng mà theo không có biết cái yếu tố này cho đến khi mà mình biết cái môi trường câu lạc bộ mình hiểu được tâm thức là như thế nào lũ hấp dẫn là như thế nào thì thêm mới thật sự hiểu rằng là mình cần phải sống như thế là đạt được rồi và các anh chị biết không em đã mấy cái yếu tố kia đó là anh chị làm được làm xuất sắc nhưng mà cái yếu tố này hầu như anh chị bị thiếu nếu như mục tiêu của bạn mà thiếu cái yếu tố này các anh chị thì xem như rằng là anh chị rất là khổ sở cho cái việc mà đặt mục tiêu và đạt được nó và những cái mục tiêu to lớn á bạn sẽ rất là khó để đạt được bởi vì nếu như anh chị không sử dụng cái nghệ thuật sống như thể đạt được rồi, bạn không có huy động được 90% cái sức mạnh phi thường bên trong của bạn. Ok không ạ? Anh chị không huy động được 90% sức mạnh phi thường bên trong mình. Thì thì đạt mục tiêu nó mệt mỏi đúng không? Nó khó khăn. Rồi gì nữa Những cái mục tiêu nhỏ nhỏ thì mình đạt được cái mục tiêu lớn là thấy que nha. Không có chơi được nha. gì chị đồng ý không? Vậy thì nếu như các anh chị muốn đạt được những cái mục tiêu nó lớn hơn thì đòi hỏi các anh chị phải huy động được 90% cái sức mạnh tiềm ẩn của mình. Mình phải chơi chiêu các anh chị. Đó là lý do tại sao những cái người họ bình thường giống như mình thôi. Nhưng mà họ lại có thể làm ra những cái điều mà mình thấy nó rất là vĩ đại. Có bao giờ anh chị nhìn người khác và anh chị hỏi rằng là tại sao họ có thể làm được điều đó? Còn mình thì không? Đơn giản thôi anh chị. Bởi vì họ có một cái mục tiêu đủ lớn và họ đã biết sử dụng cái nghệ thuật hình dung tưởng tượng sống như thế họ đạt được để họ huy động được cái 90% sức mạnh tiềm ẩn bên trong của họ. Và sức mạnh tiềm ẩn bên trong thì nó mạnh vô địch thiên hạ rồi. Quan trọng là các anh chị có huy động được nó hay không. Anh chị có xài được cái sức mạnh đó hay không thôi. Ok. Và từ nay về sau mình nhìn người khác á mà, mình thấy họ đạt được cái mục tiêu gì mà mình lạc mình làm không được á thì có nói họ may mắn nữa không ạ mình có nói rằng là do hoàn cảnh của họ tốt hơn mình không ạ no 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 đơn giản là bởi vì họ đã huy động được cái chín mươi sức mạnh bên trong của họ còn mình thì chưa còn mình thì chưa và để mà các anh chị có thể hiểu rõ hơn và chứng thực được cái 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 sức mạnh tiềm bản bên trong của các anh chị anh chị đã quy động được nó như thế nào á thì anh chị biết rồi trong cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời trong cái quy trình mà khai phá sức mạnh tiềm ẩn á các anh chị sẽ được được thực hiện trải nghiệm trực tiếp trên cái cơ thể của bạn luôn và đặc biệt là sắp tới có chương trình offline nếu mà các anh chị được làm ở quy trình đó thì xuất sắc các anh chị cứ đứng, anh chị cứ ở đó xong rồi người ta cho anh chị cái bài tập, anh chị trải nghiệm luôn là anh chị mới biết rằng là sức mạnh, quy động 90% sức mạnh phi thường bên trong của mình là như thế nào, là như thế nào các anh chị nhé. Và các anh chị biết là cái khoảnh khắc đầu tiên mà em đạt được 100 triệu lợi nhuận, em không em rất là hạnh phúc, em sung sướng, sung sướng không phải là em sung sướng vì em có cái số tiền đó, mà em sung sướng là bởi vì cái tiền đó em có được là bởi vì em biết cách quy động 90% sức mạnh bên trong của Anh chị nhớ không? không? Bởi vì sao? Bởi vì mình mình làm được một cái bánh mì thì mình sẽ làm ra được 100 cái bánh mì. Nên rằng là lúc mà em đạt được nó, em em sướng là em sướng ở chỗ là em đã nắm được công thức trong tay. Em đã trải nghiệm và em đã áp dụng nó ra được kết quả và mình mừng là mình mừng là bởi vì sao mà mình làm được một cái bánh mì là sau này mình làm được nhiều cái bánh mì. Mình làm ra được 100 triệu là sau này những cái mục tiêu khác nó lớn hơn, mình cũng sẽ xài được và mình cũng sẽ làm ra được. Nên rằng là em nó cái cảm xúc mà nó 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 gọi là nó, nó đặc biệt lắm cái cảm giác mà mình lần đầu tiên hồi xưa giờ mình sợ mình không tạo ra tiền mình không có gia tăng được tiền bạc cái mà bây giờ mình tạo ra được mình làm ra được mình áp dụng thành công gỡ nó mừng gọi là nó mừng hết lớn của các anh chị mà em từ kể từ đó trở về đi là em nói rằng là rồi rồi đúng rồi đúng rồi cái công thức này là mình muốn cái gì là mình cứ quy động 90 trăm sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình là xong là ngon là vô các anh chị ha hay chưa nên là anh chị phải nắm cái bí kíp này cho nó cụ thể. Hà nếu như mà các anh chị nãy đây mình chưa mình mình chưa có rõ được mình chưa có thấu hiểu được cái này á thì các anh chị hãy uh, liên hệ với người trưởng nhóm của các anh chị để hỏi cái gọi là cái công thức uh, cái tìm cái hiểu về cái tiềm thức là cái gì. Em sẽ có cái bộ 5 video ha các anh chị ạ, cái bộ 5 video. Uh, nếu mà các anh chị muốn thì anh chị hãy, hãy hỏi nhắn hỏi những anh chị trưởng nhóm của mình để tặng cho các anh chị cái bộ 5 video để các anh chị hiểu hơn về cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của các anh chị là cái gì và làm thế nào để quy động được nó này các anh chị vậy thì sao ạ à? trong cái bước đặt mục tiêu á, các anh chị phải sử dụng nghệ thuật hình dung tưởng tượng và sống như thể là đạt được rồi và anh chị biết không mục tiêu nào của em á, mà em không xài cái chiêu này á em không áp dụng cái yếu tố này á thì mục tiêu của theo á nó đạt được một nó rất là chặt vặt nó rất là khó khăn nó rất là áp lực nhưng Ha anh chị ha, nhưng nhưng khi mà mình nhớ ra công thức, khi mà mình biết rằng là mình nhớ ra công thức cái công thức đúng là gì ạ? À? Là mình phải sống như thể đạt được rồi, mình phải đưa nó vào trong tâm trí, mình phải cảm nhận nó trong tâm hồn như thể là mình đang có nó và mình đã có nó. Thì em nói các anh chị là mục tiêu nó cứ nó cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà nó diễn ra. Mọi thứ nó cứ sắp xếp một trật tự linh thiêng rồi mình cứ nương theo, rồi mình cứ làm theo và nó lại đạt được nó dễ dàng hơn cái chuyện mà mình mình làm bằng ý thức. Các anh chị đồng ý không ạ? Anh chị hiểu được không? Vì vậy nên là nếu như các anh chị đang rất là khó khăn và chặt vặt trong cái việc là gia tăng lợi nhuận hoặc là trong cái việc là đạt được mục tiêu thì em nói với bạn á là bạn coi lại công thức đi. Anh chị đã bị thiếu thiếu bước rồi, à, không đúng công thức. Đặt mục tiêu thông minh là sao? Là phải sống như thế, đạt được rồi. Anh chị phải hình dung tưởng tượng trong tâm trí của mình. Mọi thứ nó đã là của mình. Nó đã có trong người mình. Và cái bức tranh, cái bức tranh mà cái ngày mà mình sở hữu được nó, nó phải diễn ra hàng chục lần trong tâm trí của mình. nên anh chị nào mà đặt đặt ra một cái mục tiêu gia tăng gấp đôi lợi nhuận mà các anh chị vẫn còn cảm giác thiếu thốn vẫn còn cái cảm giác là gì ạ à? À, không làm được sao mà chị làm hoài mà chưa thấy dấu hiệu xảy ra à, thì em nói các chị anh chị bị thiếu cái bước này mình cứ nhắm cái bước này mà mình xài thôi đó chính là mình hãy sử dụng cái nghệ thuật hình dung tưởng tượng đến cái kết quả mà bạn mong muốn đạt được nó là cái gì OK, đây là bí mật của người giàu, bí mật của người thành công. Và từ khi em nắm được cái bí mật này, em nói với các chị rằng là đôi lúc em đặt mục tiêu em cũng lười hình dung, mình cũng sợ hình dung, mình cũng chán hình dung, mình chưa hình dung không có cảm xúc nên là mình lười hình dung. Nhưng mà em nói với các chị là có lười đi chăng nữa thì nó cũng không, có, nó không đạt được mục tiêu. Mình phải xài đúng công thức, mình phải chơi đúng công thức, mình phải dùng đúng công thức thì nó mới ra kết quả các bạn ạ. À. Thế là theo nó là thôi, theo ơi, phải vô công thức thôi thế là theo mới vẽ ra một cái bức tranh à, cái bức tranh gì ạ à? à, gia tăng gấp đôi là một gấp đôi lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận đầu tiên em vẽ rất là cảm xúc em vẽ ra một cái hình mẫu đó chính là khi mà mình đạt được cái số tiền đó em nhìn thấy cái số tiền đó trong tài khoản em rất là mừng như thế nào Hả các anh chị ha à? và mình em đã vẽ em đã về tới nhà em đã rút cái tiền đó ra em bỏ phong bì và em đã đem về nhà đưa cho mẹ mình như thế nào và mọi thứ mọi cái chi tiết nó phải cụ thể và từng cái bước chân em đi em phải nhìn thấy cái bước chân em đi đấy rồi em nhìn thấy cái tay em đưa lên rồi em nhìn thấy mẹ em ôm mình tất cả mọi thứ nó phải được diễn giống như là phim 3D vậy đó các anh chị nó phải được cụ thể giống như là phim 3D và cái bức tranh đó nó phải được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu của bạn chỉ cần nó bạn cho phép nó lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu của bạn để nó thấm vô người bạn để nó sinh ra cảm xúc để nó đẻ ra cảm xúc cho bạn. Thì sao ạ? À? Thì lúc đó bạn mới có hư phương hướng để mà bạn đạt được, bạn mới biết là mình cần phải làm gì, rồi mình cần phải thay đổi điều gì, rồi mình cần phải làm cái gì để đạt được nó. Anh chị hiểu được không? Và cái chỗ này nó quan trọng lắm nên là theo có làm một cái video khác theo có một cái phần khác đó chính là sáng ngày mai à, theo sẽ có một cái phần uh, theo sẽ ra cho các anh chị một cái video một cái uh, gọi là cái chương trình sáng ngày mai theo sẽ hướng dẫn cụ thể cho các anh chị cái cách để mình có thể có được một cái bức tranh để mình hình dung tưởng tượng nó sinh ra cảm xúc cho mình là như thế nào và em nói các anh chị nếu như các anh chị đang mệt mỏi với mục tiêu của mình đang khó khăn và chặt vặt với nó đơn giản là bạn đã không có dùng cái bí kíp này, đơn giản là bạn đã không làm cho cảm xúc của mình nó được đẩy lên và bạn không có dùng cái nghệ thuật này, đơn giản vậy thôi. Ok không ạ? À? Ok và cái yếu tố tiếp theo đó chính là cái yếu tố là mục tiêu của bạn á, nó phải gì ạ? À? Nó phải uh, mục tiêu của anh chị nó phải hơi lớn một chút, nó hơi gọi là phi thực tế một chút, có nghĩa là nó hơi lớn một chút để làm gì để nó đủ cái độ đẩy cảm xúc các anh chị lên mục tiêu các anh chị nó phải đặc biệt một chút và nó hơi gọi là nó hơi đặc biệt như mình ấy nó lớn so với mình một chút để nó đẩy được cái lửa mình lên nó khác giọng của mình lên các anh chị rõ không ạ yeah. và các anh chị biết không cái mục tiêu của em á, mục tiêu nào nó cũng có một cái lý do nó rất là nó rất là hấp dẫn em đã làm rất là em đã em đã tạo ra rất là nhiều cái lý do hấp dẫn cho cái mục tiêu của mình và cái mục tiêu mà em đạt 100 triệu lợi nhuận đó, các anh chị em có một cái lý do hấp dẫn như thế này nè đó chính là tất cả mọi người ở đây ai cũng làm ra 10 triệu là cao nhất rồi mà nếu như mà mình có thể làm ra được 100 triệu là mình có thể trích ra 10 triệu để mình mình mang mình mình phụng dưỡng cho mẹ mình mỗi tháng mà mình mang gì cho mẹ mình 10 triệu như vậy á lạ hả mình sẽ trở thành người con đẳng cấp nhất ở đây tại vì sao ở cái tiền mà mình cho mẹ mình là bằng một tháng lương người ta làm ai có thể làm được điều đó chứ wow anh chị thấy nó lớn không ghê chưa ghê chưa à, nó mục tiêu của anh chị nó phải đủ cái độ lớn để mà nó kích kích thích các anh chị làm việc ok và có rất là nhiều cái mục tiêu các anh chị trong cái hành trình của em đi thì nó có nhiều cái mục tiêu lắm nên có mục tiêu 100 triệu lợi nhuận nó chỉ là một mục tiêu đầu tiên thôi và để mà em có thể gia tăng nhiều hơn gấp đôi gấp đôi cái số tiền nó lên và các anh chị biết rằng là nếu như một người mà họ có thu nhập 100 triệu lợi nhuận là họ đủ để sống rồi các anh chị họ đủ để họ sống một cuộc đời tuyệt vời rồi thì các anh chị có đặt câu hỏi rằng vậy thì lý do gì mà họ phải gia tăng gấp đôi lợi nhuận lên chứ và anh chị biết không cái thời điểm mà em theo mới vào môi trường câu lạc bộ em có gặp một cái người chị và em bản thân của em là người thành viên mới nên là em rất là năng nổ em học rất là nghiêm túc và rất là máu lửa em học và em hành động bất chấp sự không thoải mái và à, cái hành động của em cái sự nghiêm túc của em cái sự bốc lửa của em cái sự nghiêm túc của em mà nó lan tỏa cả câu lạc bộ luôn có nghĩa là cả câu lạc bộ lúc đó là tất cả mọi người là đang ở cái chế độ là ngủ đông và họ cứ làm việc tèn 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 tèn, tèn thôi mà họ cứ làm việc tèn tèn thôi và khi mà em xuất hiện em giống như là cái nguồn lửa mới một cái sinh linh mới gì đó nó được trà trộn vào trong môi nó giống như một cánh hào quang được lan tỏa khiến cho tất cả mọi người phải thức tỉnh và mọi người hành động một mạnh mẽ một trăm phần trăm các anh chị và họ mới gọi là nâng cấp mà thu nhập họ lên thì có một cái người chị chỉ nhìn theo và nói à, à, thật sự thì chị không có hành động mạnh mẽ như theo là bởi vì À, em biết rồi đó một người họ có thu nhập 100 triệu lợi nhuận thì thì uh, cuộc sống của họ nó vẫn đang rất là tuyệt vời nên là cũng không có cái lý do gì để họ phát triển các anh chị nhớ không và chỉ nói với theo rằng là em biết rồi thì uh, một cái người mà họ có cái thu nhập 100 triệu lợi nhuận thì uh, họ cũng đủ để mà họ có thể trang trải cuộc sống rồi thì lúc đó theo cũng còn mới theo cũng không biết theo chỉ biết rằng là ngay bây giờ lúc này mình đang rất là hành động mạnh mẽ các anh chị và các anh chị biết không ạ, cho đến một thời điểm á, bản thân của Theo cũng đạt được cái mục tiêu đó rồi, cuộc sống của mình nó cũng đã ổn định rồi. Thì mình cũng bị rơi vào cái cảnh giống như cái người chị, cái thời điểm đó chị đã nói với mình. Nhưng mà may mắn là sao các anh chị? May mắn là Theo đã thức tỉnh sớm. Theo biết rằng là nếu như mà mình không phát triển đi lên, thì cái thành quả của mình ngày hôm nay á, nó sẽ bị mất đi. À, và nếu như bản thân của mình mà không chịu tiếp tục rèn luyện á, thì cái thành công mà ngày hôm nay mình có nó cũng sẽ không còn nữa uh, yes. và ngày hôm nay á, chỉ là ngày mới bắt đầu thôi và theo đó cài đặt được cho mình một cái lối sống một cái lối tư tưởng đó chính là ngày hôm nay chỉ là ngày mới bắt đầu và các anh chị biết không mà cái chị đó ngày hôm nay không còn trong môi trường câu lạc bộ nữa và cái thu nhập mà 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 100 triệu đó ngày hôm nay chị cũng không kiếm ra được nữa các anh chị đã lụi tàn rồi các anh chị nhé và và nói chung là chị không có đây nên là theo uh, nghĩ rằng là mình cũng may mắn may mắn là được vũ trụ cho mình cái bài học và mình tốt nghiệp bài học sớm chứ không là giờ này theo cũng uh, nguyên qua ngoát ngoát xong rồi uh, xong rồi không có chịu rèn luyện đúng không cuối cùng thì sao à? ạ dạ, gia thu nhập cũng không có doanh nghiệp cũng không tăng tài sản cũng không có các anh chị Uh, yes và em rất là may mắn lại em đã tốt nghiệp được cái bài học này. Em không có tự cao tự đại mà em luôn khiêm nhường học hỏi và phát triển các anh chị. Uh, em ngồi trước mặt các anh chị đây em sẽ làm hết nhiệm vụ của mình là một người chia sẻ nhưng mà phía sau lưng của em em sẽ là một người khiêm nhường và em sẽ luôn là cái người học tập và phát triển, luôn rèn luyện bản thân và ngày hôm nay mới thật sự là ngày mình bắt đầu. Yeah. Uh, yes và em cũng mong tất cả các anh chị ở đây mình sẽ thiết lập được cho mình một cái lối sống như vậy. Đó chính là một cái lối sống liên tục phát triển, liên tục học tập và phát triển. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là cái mục tiêu của mình ngày hôm nay nó đã quá ngon rồi. Và đừng cho phép mình dừng lại các anh chị. Và tất cả những người thành công nào mà họ gọi là có tuổi đời, á, họ có cái trải đời, á, họ sẽ đều nói với các anh chị một câu. Đó chính là hôm nay mới là ngày bắt đầu. Hôm nay mới thật sự là chỉ mọi thứ nó chỉ là mới bắt đầu thôi các anh chị. À, mọi thứ chỉ mới bắt đầu rồi anh chị và có phải có cái lối sống như vậy thì bạn mới tiến lên phía trước được nhé đây là cái mục tiêu của các anh chị đó. nó phải đủ phi thực tế một chút xíu nó phải đủ cái cảm hứng để mà đưa các anh chị đi lên cao nhưng mà nó đừng có bắt khả thi các anh chị ạ à. nhưng mà mục tiêu của các anh chị nó đừng có bắt khả thi ok không ạ nó bắt khả thi có nghĩa là sao là nó không có phù hợp với cái quy luật của vũ trụ cái quy luật của vũ trụ là quy luật cân bằng cái số tiền các anh chị có được là nó bằng cái tư duy gốc rễ của mình nhân cho cái giá trị mà mình trao đi anh chị đồng ý không ạ quy luật của vũ trụ là cái số tiền anh chị nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ mình nhân cho cái giá trị mà mình trao ra xã hội bây giờ bây giờ ngay bây giờ mình chưa có giá trị gì hết ngay bây giờ mình chưa có cái tư duy gì hết mà anh chị đòi là một tháng tới là thu nhập của các anh chị là phải từ phải tăng lên gấp 10 lần uh, tăng lên gấp 100 lần phải dư được một tỷ trong tay phải dư được 10 tỷ trong tài khoản thì em nói với anh chị rằng là nó không có đúng với quy luật quy luật của vũ trụ là nó và cái 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 tiền cái chị nhận được nó sẽ bằng cái giá trị nội tại của bạn mà để có được cái giá trị nội tại đó chúng ta cần thời gian để trôi dầu và bồi bổ để mà rèn giũa để mà thiết lập để mà cài đặt để mà mà mà, mà rèn luyện nó các anh chị đồng ý không Rèn luyện ít nhất cũng phải 60 ngày Cũng phải 6 tháng nên rằng là các anh chị cần phải lên cho mình một cái mục tiêu nó phải dạ, đủ cái yếu tố như vậy được không các anh chị ơi? và có một số anh chị nói rằng là theo 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 anh này anh này cũng làm ăn cũng làm ăn lớn lắm nhưng mà anh chưa đã hiện tại là một triệu đô la của anh anh không có giữ được Thế là anh mới đến đây em nói rằng là thưa ơi, anh nó mới phát hiện ra một cái chiến lược rất là hay. Nó sẽ giúp cho anh kiếm được một tỷ đó em ạ. À. À, tỷ đô, vậy nha, một tỷ Việt Nam đồng em không có nói. Mà giúp cho anh có một tỷ đô la. Anh cảm thấy là rất là hào hứng với chiến lược này. Thì em mới hỏi rằng là anh có một triệu đô la trước. Yes. Rồi anh có có cái tư duy của một người triệu phú trước. Anh chị nhé tư duy của một người triệu phú khi mà theo nói chuyện theo còn thấy ảnh còn chưa có nữa các anh chị ảnh còn có tư duy của con bạc có nghĩa rằng là vẫn còn dùng thời gian công sức tiền bạc để mà đi đánh bạc, đánh cờ đánh bạc nhưng mà anh lại nói rằng là tôi có một cái chiến lược để có thể sở hữu ra thành một tỷ phú anh chị thấy nó không có đúng với quy luật của vũ trụ tại vì cái quy luật của vũ trụ là số tiền bạn nhận được nó sẽ bằng cái giá trị nội tại của bạn mà cái giá trị nội tại đó nó đòi hỏi các anh chị phải dùng thời gian, công sức tiền bạc để mà mình rèn dũa, mình mai dũa, mình nâng cấp anh chị nhé. Nên là hãy đặt một cái mục tiêu mà nó đủ cái sự khao khát nhưng mà nó phải vừa cái tầm để cho mình có thể nâng cấp được cái cơ thể mình lên để mình không có bị gọi là bị nản, bị bị vờ, gọi là nó 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 khó quá là cơ thể các anh chị nó sẽ bỏ qua nên là mục tiêu lợi nhuận của các anh chị ấy, nó chỉ là gấp đôi hoặc là gấp năm lần thôi những anh chị nào mà tham gia nhóm rèn luyện danh nhân rồi á có nghĩa là khi mà anh chị là tham gia nhóm rèn luyện danh nhân á thì các anh chị sẽ có đủ cái niềm tin, có đủ cái tư liệu, đủ cái kiến thức và có nhiều cái kiến thức hơn cho mình thì à, anh chị mới có thể tăng tăng cái lợi nhuận, tăng cái mục tiêu của các anh chị gấp năm hoặc là gấp 10 lần nha anh chị hiểu không? Còn nếu như anh chị là thành viên mới tới anh chị chưa có rèn luyện gì hết, anh chị chưa có được mài dũa anh chị chưa có được nâng cấp bản thân thì các anh chị đặt cái mục tiêu là nó nhú lên gấp đôi gấp rưỡi hoặc là gấp đôi là là ok rồi các anh chị nhé và cái mục tiêu đó các anh chị là anh chị phải có tiền đó để anh chị làm cái gì nó rất là quan trọng nó phải làm cái gì đó nó phải rất là quan trọng và anh chị biết không ạ à? hầu hết những cái mục tiêu của theo đó, nó đều có cái lý do rất là đẳng cấp nên nó đã giúp cho theo có được cái kết quả cực kỳ tuyệt vời và em có thể cho các anh chị hai cái lý do để mà các anh chị đặt mục tiêu cho nó có cả cảm xúc đa số mọi người á họ không có đạt được những điều mình muốn là bởi vì họ thật sự không có biết họ muốn cái gì hết. và bản thân của em đến với môi trường câu lạc của anh chị biết 20 cái tiền mà gọi là một ngàn đô đầu tiên mà em đạt được là vì cái gì anh chị biết không ạ là bởi vì á em được nghe môi trường câu đồng bộ giới thiệu cho em biết rằng là chúng ta cần phải gia tăng trí tệ gia tăng cái sức khỏe mình lên đây là một trong những cái lý do đầu tiên mà em kiếm tiền là để để em có thể sở hữu được những cái tài sản trí tệ bởi vì khi mà mình có cái tài sản trí tệ rồi thì mình sẽ làm ra được nhiều tiền hơn và mỗi lần mình mình nghĩ đến cái cảnh mà mình sở hữu được cái tài sản trí tệ đó mình mài dũa nó mình học nó thì mình có thể tạo ra được nhiều tiền hơn các anh chị cái cảm hứng đó nó cao lắm cái cảm xúc đó nó cao hơn cái cảm xúc là mình có tiền để mình chi tiêu chị đồng ý không thì đây là cái gợi ý thêm cho em nói các anh chị rằng là tất cả những cái tiền mục tiêu lợi nhuận của các anh chị đó, nó sẽ có cảm xúc cảm hứng khi nào có nghĩa rằng là nếu bây giờ mình đang làm ra 10 triệu đúng không mà mình đặt mục tiêu lên 20 triệu mình làm ra 20 triệu xong rồi xong xong rồi mình cũng xài hết tiền yes. thì cái lúc mà em đặt 20 triệu không phải là, là, là em có cái số tiền đó cái thứ em hướng đó là 100 triệu mà nhưng mà em nói rằng là nếu như để mà mình có thể làm ra được 100 triệu Thì mình phải sở hữu những cái tài sản trí tuệ này cái Mình phải có cái trí tuệ này, mình phải có cái kiến thức này Thì mình mới dùng cái đà đó để mà mình làm ra 100 triệu lợi nhuận mới được Thì đây là cái mục tiêu đầu tiên về cái 1.000 đô của em á nó có cảm hứng là bởi vì em em có tỷ số tiền đó thì em mới có thể sở hữu cho mình những cái tài sản trí tuệ đầu tiên để mình mới có thể được gì ạ? được nâng cấp bản thân và được làm ra số tiền cao hơn trong tương lai. Và luôn luôn là như vậy các anh chị. Luôn luôn nó là như vậy thì nó sẽ tạo cái cảm hứng cho các anh chị. Có nghĩa là cái số tiền này các anh chị đạt được, các anh chị sẽ trích cái tiền đó để đầu tư cho cái gì á mà nó giúp cho các anh chị gia tăng được cái thu nhập đi lên. Thì hầu như em thấy lý do đó là nó cảm xúc nhất với cảm xúc nhất với theo luôn các anh chị. Và giống như là theo đặt cái mục tiêu là Ờ, cái mục tiêu là gì ạ mục tiêu là mình sở hữu cái ngôi nhà cho cha mẹ mình đi thì em nói rằng là nếu như mà mình có thể sở hữu cái ngôi nhà thì đòi hỏi cái thu nhập của theo nó phải tăng lên cỡ này Thiêu mới trích tiền để mà theo có thể xây nhà được và sao ạ theo mới có thể là gì à theo mới có thể rằng là dùng cái cái biểu tượng đó mình truyền cảm hứng cho nhiều người mà nghe chị nói, nên là cái 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 số tiền đầu tiên anh chị biết không mà em đã đạt được nó là bởi vì em đã khát khao có được cái tiền để sở hữu tài sản trí tuệ cho mình và nuôi được cái cơ thể mình nó xinh đẹp à, các anh chị đó là cái mục tiêu của em nó đối với em thôi em gợi ý cho các anh chị bởi vì có nhiều anh chị ở đây á anh chị không không biết là anh chị có tiền để làm cái gì luôn ấy thành ra là à, đặt mục tiêu nó 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 chơi chơi vậy đó đặt ra vậy, nó không cảm hứng gì trơn à, các anh chị nhưng mà nếu như các anh chị đang có mục tiêu lớn anh chị đang có một cái mục tiêu lớn thì em tin chắc là à kiểu gì các anh chị cũng sẽ đạt được nó ha các anh chị ạ. À? một cái mục tiêu mà nó đủ khát khao cho các anh chị ok à thì đó là cái phần nội dung ngày hôm nay em theo muốn chia sẻ các anh chị chính là làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng được lợi nhuận của mình à, bằng cái công thức là đặt mục tiêu thì anh chị chỉ cần áp dụng đúng đủ yếu tố này nha à, và một cái yếu tố cuối cùng các anh chị em phải dặn dặn thêm các anh chị yếu tố cuối cùng đó chính là cái mục tiêu của các anh chị ấy, Nó phải có cái mốc thời gian Nó phải có cái mốc thời gian cụ thể và rõ ràng các anh chị Được không? Mục tiêu của các anh chị nó phải có cái mốc thời gian Nó phải chi tiết cụ thể và nó phải rõ ràng Cái mốc thời gian ở đây có nghĩa là Chính xác là vào giờ nào Ngày tháng năm nào Thì bạn sở hữu được cái cái mục tiêu đó từ nay về sau anh chị sẽ rèn thêm cho mình một cái thói quen nữa đó chính là nói cái gì đặt mục tiêu gì thích cái gì thì mình cũng phải nói rõ cái ngày tháng giờ giấc mà mình làm cái đó là cái gì được không từng cách anh chị làm một việc là cách mình làm mọi việc cái cách mà mình nói chuyện với bạn mình á bạn ơi hôm nay mà để đó mình sẽ trả tiền cho bạn thì nói như vậy là 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 cụ thể về thời gian chưa các anh chị ơi cụ thể về thời gian chưa chưa cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc nếu mà mình muốn tiền bạc của mình mà nó cứ về đúng hạn đúng thời hạn á, thì mình phải nói chuyện rõ ràng hôm nay vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 mình sẽ gửi trả cho bạn cái này Anh chị ok không Nó phải rõ ràng như vậy đó Có nghĩa là làm cái gì ờ, Ok sếp Tôi sẽ nộp tài liệu cho anh Như vậy là đủ thời gian chi tiết rõ ràng không Các anh chị ơi Các anh chị có muốn quy động sức mạnh phi thường Bên trong các anh chị làm việc cho bạn không ạ à? Em nói anh chị là anh chị có muốn quy động Sức mạnh phi thường bên trong của mình Làm việc giúp mình không Hay là mình thích tự mò Tự làm vậy thì sao vậy thì anh chị hãy nhớ rằng là nếu như mục tiêu của bạn mà nó không có thời gian nó không có rõ ràng thời gian ngày tháng năm thì cái sức mạnh phi thường bên trong bạn nó không có làm đâu ok nên là cái yếu tố về thời gian các anh chị cần phải lưu ý hết sức đó chính là gì lúc nào mình nói cái gì nó cũng phải cụ thể thời gian ra 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023 em sẽ gửi đủ tài liệu cho sếp. Nghe yeah. không? một cái người mà nói chuyện dứt khoát như vậy lúc nào họ cũng thành công được các anh chị còn một cái người mà cứ mù mờ mập mờ không rõ ràng ừ để đó để đó rồi chị gửi cho để đó rồi chị gửi cho ừ để đó rồi chị gửi cho ừ để đó rồi chị gửi cho, ừ, chị gửi cho. và cái kết quả là không bao giờ gửi các anh chị rõ chưa ạ và mục tiêu của các anh chị cũng vậy nhiều anh chị nói rằng là chị sẽ tham gia học như theo vào một ngày gần nhất ngày gần nhất là ngày nào chị không muốn huy động sức mạnh phi thường hỗ trợ cho chị à chị không muốn huy động cái sức mạnh bên trong của chị để hỗ trợ cho chị à mà chị nói ngày gần nhất nó có biết cái ngày gần nhất là cái ngày nào đâu chị phải nói rõ ra là vào lúc mấy giờ mấy giờ các anh chị anh chị thích 10 giờ sáng hay anh chị thích 2 giờ chiều anh chị thích 3 giờ chiều hay thích 4 giờ chiều thích 4 giờ sáng hay thích 5 giờ sáng cái giờ nào cái giờ nào là giờ anh chị khoái cái giờ nào là cái giờ mà các anh chị sẽ nhận được cái tin đó. Anh chị phải xác định. Anh chị phải quyết luôn. Một số anh chị nói rằng là để chị xem thử chứ chị chưa thấy nguồn lực gì hết em ơi. Hả? Mình phải là người quyết thì nguồn lực nó mới tới. Bạn đừng có sống ngược. Anh chị phải là người quyết. Thời gian là giờ nào? Nói cho em biết đi. Thời gian nào? Bây giờ là, là cái thời gian nào? Giờ nào? Chính xác là giờ nào? Giờ nào? ngày nào ngày mấy tháng mấy năm mấy anh chị nói đi chính xác là mục tiêu của bạn là giờ nào tháng năm ngày tháng năm là giờ nào và sau này anh chị tập nói chuyện đi đừng có bao giờ nói chuyện mập mờ mù mờ nữa ok 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023 chị gửi cho em chị hoàn thành bài tập cho em xuất sắc và những người mà đưa ra thời gian ngày giờ cụ thể em nói với anh chị là 100% thành công. 100% là họ, 99% là họ sẽ đạt cái mục tiêu đó đúng giờ đúng giấc trừ cái trừ khi cái người đó là cái người chúa thắt hứa thôi. Các anh chị nha. Còn mỗi khi cái người đó đã là người nhắc quán thì em nói với các anh chị là anh chị rõ cụ thể giờ ra. Mà sao nó có cái vụ 10 giờ 45 phút là sao? Cái giờ nào mà cho nó chẳng để mà mình mình đỡ phải suy nghĩ nha chứ 10 giờ 45 phút nhiều khi nó lẻ lẻ rồi nhiều khi phải ngồi với 45 phút rồi nó không có dễ nhớ đó các anh chị có nghĩa là mình phải dầu não dầu cái 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 năng lượng vô thì mình mới mới hình dung ra cái giờ đó cái giờ nào mà nó dễ nhớ các anh chị nha để nó yên vô não mình đấy các anh chị đã mấy không mà các anh chị đừng có chọn 12 giờ đêm 12 giờ đêm mà nó khuya quá thì nhiều khi mình hình dung cái giờ mười hai giờ đêm thì mọi thứ rồi nó nó tôi thui tôi mùi rồi rừng có hình dung mấy cái giờ mà bốn giờ sáng cái giờ đẹp nhất này em em ngay cái giờ đẹp á, là giờ 9 giờ sáng hoặc là cái giờ đẹp là giờ 10 giờ sáng hoặc cái giờ đẹp là 12 giờ trưa rồi đó hoặc là cái giờ đẹp là 2 giờ chiều nhưng mà cái giờ 4 giờ chiều là nhiều khi là năng lượng nó hỏi nha nhưng mà cái giờ em thấy nó năng lượng nhất là cái giờ 10 giờ sáng 9 giờ sáng 9 giờ 9 giờ 10 giờ sáng rồi. hoặc là cái giờ trưa rồi khi mà mình thư giờ mình trưa thì không có làm việc cái đó thư giãn này kia đó thời gian hoặc là 20 giờ tối này kia ok chứ mà cái cái cỡ mà 4 giờ chiều rồi 2 giờ chiều nhiều khi nó hơi hơi bị hơi bị hết hết năng lượng thì cái chọn cái giờ mình phải bút cái giờ các anh chị và cái ngày tháng năm và các anh chị tránh cái ngày chủ nhật ngày thứ bảy tại vì ngày thứ bảy ngày chủ nhật là cái ngày mà ngân hàng nó không làm việc thành ra tiền của mình nhiều khi nó không có lưu thông được cái ngày đó anh chị nhớ hôm nay là mình cũng hạn chế cái ngày thứ bảy chủ nhật rồi đó chủ nhật rồi đó, cái mấy cái ngày đó nó nó không có tiền nó không có chuyển nó dễ được anh ấy là là mình phải hạn chế mấy cái ngày đó ra mình phải đưa vô những cái ngày nào mà tiền nó lưu thông cái giờ nào mà tiền nó lưu thông tốt đó, rồi mình chọn cái giờ đó ok không các anh chị mình chọn cái giờ đó mình bút cái giờ đó là sống mình cố định luôn mình xác quyết luôn thì nó mới ra các anh chị chứ còn lưỡng lượng chị cũng chưa biết nữa ví dụ như là cái ngày đó, đó là 8 giờ là chị sẽ đi rồi ví dụ như mà nếu như mà cái ngày hôm đó mà 8 giờ mà chị không đi thì chị sẽ đặt mục tiêu là tiền về sẽ 8 giờ là không có được bạn phải bạn phải xác định rõ ràng ok ok à, thì anh chị phải có ngày tháng thời gian rõ ràng ok mà thì đó là những cái yếu tố mà giúp cho các anh chị đặt mục tiêu thông minh và em mong rằng là với những cái những cái trải nghiệm này với những cái kiến thức này thì sẽ giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu tháng 7 năm 2023. Và mong rằng các chị sẽ đồng hành cùng với theo để chúng ta sẽ gia tăng gấp đôi lợi nhuận của mình trong tháng 7 này nha. Ok. Vâng, và bây giờ thì em theo sẽ kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Và chúng ta còn, còn tầm 15 phút nữa theo sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để mà mình có thể à, à, viết cái thực hành cái lòng biết ơn các anh chị nha. Ok không ạ? thực hành cái lòng biết ơn biết ơn vì cái mục tiêu của bạn đã đạt được rồi trong vòng 15 phút cuối rồi à, chương trình học của chúng ta đến đây là kết thúc các anh chị nhé